Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bộ cuốn thư câu đối quả bầu bằng chất liệu gỗ cụ Lào 100%. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành không làm chất liệu gỗ cụ Campuchia như thông thường các cơ sở vẫn hay làm để giảm giá thành của sản phẩm xuống, vì chất liệu gỗ cụ Campuchia không bền. Mà thông số của bức cuốn thư này như sau. Bức cuốn thư này chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, chiều rộng 97 và chiều dày 5 phân. 5 phân là 5 phân liền khối, chưa kể phần chắp ghép bên trên. Trong lòng chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, chữ Hán có phụ đề tiếng Việt phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Đây là bức cuốn thư Long Hóa Mai, hay còn gọi là bức cuốn thư Mai Điểu. Hiện tại cơ sở đang còn rất nhiều những bộ như này hàng mộc, thì quý khách hàng có thể qua Đồ Gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem phần mộc. Vì đây là chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng nên câu đối là câu đối nhỏ. Kích thước là dài 1m27, chiều rộng là 30, chiều dày là 4 phân. 4 phân liền khối. Vì phòng thờ của nhà anh cũng nhỏ nên anh đặt kích thước nó phù hợp với phòng thờ. Bên phải thì chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, còn câu đối quả bầu bên trái chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Quý khách xem, quý khách có thể ghi lại ra giấy và để tham khảo với các cơ sở khác. Về cái phần chữ nho và phần phụ đề, có nhiều quý khách thì không thích chữ phụ đề phía dưới thì chúng tôi sẽ lại bỏ đi, làm theo yêu cầu. Chiều dài của câu đối là dài 1m27, rộng 30 và dày 4 phân. Đây bên phải là chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Thường thì chữ nho, chữ Hán chúng tôi đọc từ bên phải sang, nếu như là chữ thư pháp thì chúng tôi sẽ lại đọc từ bên trái sang. Nhiều quý khách hàng đang thắc mắc là không hiểu tại sao lại chúng tôi cứ đọc từ bên phải sang, là vì theo như chữ Hán, chữ nôm ngày xưa. Toàn bộ đây là chất liệu gỗ cụ. Thì quý khách ưng mẫu sản phẩm như này, quý khách có thể gửi về cho chúng tôi. Hoặc quý khách có thể liên hệ theo hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Các bạn cứ liên hệ về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị về chất liệu gỗ cũng như là về phần sơn. Sơn màu nào là hợp? Nếu như ở nhà thờ thì chúng tôi sẽ sơn son thép vàng, và nếu như tư gia thì nên sơn PU cánh gián và thiếp vàng Đài Loan. Hoặc quý khách nào có tiền nhiều mà chịu chơi hơn thì chúng ta sẽ thiếp bằng vàng thật, thì nhìn nó sẽ là đẹp hơn rất là nhiều, chỉ có giá thành nó cao. Ông quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video về đồ thờ cúng bằng gỗ mới nhất, cuốn thư câu đối cũng như hoành phi, cửa võng, khám thờ, tượng thờ và ngựa thờ. Chúng tôi có rất nhiều tại kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy đăng ký kênh và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.